Mai mình có dịp giới thiệu đến các bác cặp loa rất là vừa tiền, tính tốt, dòng Aurex. Đây. Dòng này thì anh em sẽ nghe những cái dòng nhạc bolero, đấy, nhạc vàng. Đấy, là những cái dòng nhạc nó gọi là phát huy nhất cái thế mạnh của cặp loa này. Đấy, với cái thiết kế 3 loa một thùng, sử dụng bát 25 chung. Đây là cái này người ta sẽ dùng là trap. Tép này là phục vụ cho giải chung. Còn thêm em super tép nữa là siêu tép. Đây này. Và đều sử dụng màng giấy. Bát thì là gân vải hũ. Cặp loa này có giá rất là hợp lý tại thời điểm này. Sử dụng bát 25, giá 5 triệu đồng. Vân gỗ bên hông đẹp long lanh. Công suất của mỗi chiếc là 60W, trở kháng phổ thông 8U. Với những cái cặp loa mình chỉ nói về trở kháng nhé, đương nhiên về còn những yếu tố khác về công suất, về nhiều cái vấn đề như độ nhạy, thì nói về trở kháng thì trở kháng 6U và 8U là những cái trở kháng loa mà ghép được tương đối là nhiều mili. Thì em này là trở kháng 8 ohm. Cặp loa rất là đẹp, màn trắng, có giá là 5 triệu. Anh em nào đang có một chiếc âm ly, thậm chí là anh em như cặp loa này, anh em hoàn toàn có thể sử dụng những âm ly của những cái bộ dàn hoặc những cái âm ly của những cái đầu âm ly ở trên ô tô ấy. Khi anh em thay màn hình, em mang ra chế nguồn, hoàn toàn có thể chơi được cặp này. Đây là một cặp loa cổ, nó không hề ăn công suất. Bây giờ em sẽ test cho các bác với một chiếc âm ly cũng giá cũng rất là hạt rẻ, khoảng 2,5 triệu thôi. Âm ly này thì công suất 110W các bác nhé, điện 100V. Đấy, các bác nghe thử. Mơ bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rồi.
trong tiếng tơ tìm trong đêm. Rồi em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Phần vân của em này rất là đẹp. Một đôi loa bình dân vừa tầm tiền, có e căng nhé, có e căng đầy đủ. Đấy, đậy e căng vào đây. Đấy, e căng vào em nó sẽ thế, màng trắng đẹp. Và quan trọng em này nó là gân vải lụa. Cái gân này thì nó là bền vô đối các bác nhé, nó là nồi đồng cùi đá, dùng không bao giờ gọi là bị mụn. Thường là mụn nó sẽ là gân cao su với gân mút thôi, còn gân này thì rất là bền. 5 triệu rất là rẻ, một đôi loa tương đối là hoành tráng, về kích thước, về chất tiếng rất là tốt. Bề ngang của em nó rơi vào khoảng gần 40 cm. Em đo chiều cao khoảng nhá, 1 găng, 2 găng tay, 3 găng tay, khoảng gần 4 găng tay của em thì nó chắc là rơi vào khoảng tầm hơn 70 cm. Đấy. Anh em nào muốn sở hữu cặp Aurex đọc đầy đủ SS435W giá 5 triệu, điện thoại sớm cho bên Thằng Audio, giá rất tốt cho lô này nhá. Có những lô có khả năng nó sẽ cao hơn, lô nào em sẽ báo lô đấy cho các bác. Hoặc có những cái lô về cặp 435W này nó rẻ hơn, em sẽ báo cụ thể ở clip đấy cho các bác. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác quan tâm cho nó.